Rồi em với cá chào tất cả anh em nha. Chiều hôm nay thì em tiếp tục lên cho anh em xem tham khảo một cái lô máy điện công cụ 100V. Và máy này thì toàn bộ là nó là toàn máy lớn không anh em. Chiều hôm nay thì em không lên máy nhỏ mà lên toàn bộ là máy lớn hết. Đây. Thì máy này em vô giới thiệu luôn, thì nó là điện 100V. Và tất cả là em bao sóng cho anh em nha. Toàn bộ là em bao sóng và bao ship. Hàng bên em mặc dù lớn hay nhỏ, giá trị bao nhiêu tiền thì toàn bộ tất cả là em đã là bao ship rồi anh em nha. Ví dụ như con này, nãy giá của nó là 550k thì về đến nhà cho anh em cũng chỉ là 550 thôi anh em ha. Và một chút nữa em sẽ đánh một cái mã số nằm ở phía trước. Xong rồi anh em nhìn kỹ cái mã số của con máy anh em chọn, sau đó gọi trực tiếp vào hai số điện thoại bên dưới phần tiêu đời. Rồi nhân viên em sẽ chốt hàng cho anh em theo cái mã số mà em ghi lên trên máy. Chốt xong thì anh em vui lòng cọc trước giúp em mỗi đơn hàng 200k trở lên tùy theo cái con máy nặng nhẹ nên nha. Đây, nhiều con nó rất là nặng luôn. Đây, con được con vuông nó 30kg đó. Đó. Đầy đủ. Và máy bên em thì toàn bộ là em bao sóng anh em nha. Nhưng mà bao sóng của em thì em chỉ là bao motor sóng thôi. Máy còn hoạt động thôi. Còn tất cả các phần khác thì anh em về dọn lại giúp em nha. Con nào kêu bật đàn lửa than gì đó thì em sẽ nói cho anh em biết. Và giá thành của con nó thì nó sẽ là hạ xuống luôn cho anh em về dọn luôn. Đấy, em không bao nghiêm chỉnh 100% về là xài luôn anh em ạ. Đấy, hàng bên em thì bây giờ em rất là nhiều, anh chị bán theo cái số lượng thôi anh em nhé. Em không có nghiêm dọn là nghiêm chỉnh sạch sẽ đẹp coi như là về là gấp điện vô là xài luôn thì không có anh em nhé. Em không có dọn như vậy. Đây. Rồi bây giờ em sẽ test từng con một anh em xem và tham khảo ha. Đó, nói chung là em test cho video như thế nào thì về đến nhà cho anh em cũng chỉ là như vậy luôn. Tiến ơi cầm đi. Ủa số nhiêu vậy? Hồi nãy số nhiêu? Sổ đâu? Video trước nãy số nhiêu vậy? Đợi anh em đợi em đi xíu nha. Mấy đứa nó chưa cầm sổ ra, đợi nó coi sổ cái số như em 251 hả? Rồi. Em cầm đây, đợi đó, đợi sổ đó. Em ra đây đi. Còn dây đâu? Đây. Rồi con đầu tiên. Con này lưới nó bằng gan anh em không? Coi em coi camera luôn. Sạch quanh kia ngồi đi. Đi ánh sáng nó không có được giờ hiện tại giờ cái nhà này nó đang bị mưa luôn. Ánh sáng nó không có đầy đủ anh em ơi. Nhìn kỹ không? Thấy không? Thấy không? Đây là cái đới của nó bằng gan nè, rất nặng luôn em nha. Con này bao nặng luôn. Đấy. Nó nặng 15kg. Cưa lỏng chỉ. Máy chạy im ru. Con này chạy im ru luôn em nha. Đúng rồi. Im như chó thở không? Rồi con này nó chạy im ru luôn nha. Nó cái này cũng bằng gan luôn. Nói chung là nó bằng gan tất tật luôn, không phải bằng nhôm. Con này rất là đầm. Đấy. Bằng bằng gan luôn nè. Có cái cây này bằng nhôm thôi. Cưa lỏng chỉ. Nguyên vẹn không bởi. Rồi mã 251 con này 850 nha. Đó, nặng 15kg anh em ơi. 251 850k. Thì giá nó đã là bao ship rồi anh em ơi. Để con nhỏ đi. 251 850k luôn. Kinh này đúng rồi, kinh này nó gãy. Rồi tiếp theo con này 252 550 thì con này nó là Hitachi Sơi 8 ép sơi lưỡi 100 lưỡi 216. Thì có con này có cái là nó lên xuống nó hơi cứng anh em ơi. Qua lại được nè. Lên xuống. Đó lên xuống hơi cứng này nha. Anh em giờ vệ sinh lại cái phần lên xuống nha. Đó, nó cứng nè. Sau đây nó từ từ xoay đi. Xoay nó cũng cứng luôn em ạ. Xoay được nhưng mà nó hơi cứng đó. Anh em giờ tháo ra vệ sinh lại nha, tại nó là cái đới nhôm nè, vệ sinh nó cũng dễ luôn. Ngoài sau nó mất miếng ở đây. Xéo được, xoay được. Hơi cứng. Nói chung là con này nên vô vệ sinh lại thôi, còn máy móc thì nó chạy tiếp theo sau đây. Lưỡi 216 nha. Nó bị bắt miếng nhôm ngay đây. Quay đứng như họ lên đây. Bắt cái ghế ngồi quay đứng như họ lên.
rồi 252, con này nên giờ vệ sinh lại chức năng là xài thôi. Nó bị mất miếng nhôm như này, cái đối chân gì đây. Với lại cái này, cà phê còn này. Rồi 252, 550 luôn. Con này nữa. Con này 253. Một triệu rưỡi, con này nó là lưỡi 216 luôn. Thì nó là cưa chuột thôi, không có xoay. Nó chỉ có chuột thôi. Đầu lên nào, đầu lên. Cứng 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 kẹt rồi. Nãy cái Thảo chưa. Cái này phải rút cái chốt ra được. Nó gặp lên gặp xuống được không? Được rồi. Gặp không? Có cái chốt này, chốt này, lấy cái xìm, tôi lấy cái xìm đi. Có thông tin nào trong mới không? Dạ đó. Rồi con này nó gặp lên gặp xuống này nè, thả ra cho nó gặp xuống luôn. Mới các bạn. Cái con này cái lò xo nó bị bung rồi anh em nha. Nó bị bung cái lò xo này. Nó bị gãy cái lò xo rồi. Đó, nó bị gãy cái lò xo này nha. Nó là xoay lưỡi 216 1050W. Rồi kết máy. Xéo được. Không có chuột được anh em nha. Con này anh em vừa vệ sinh lại cái phần chuột luôn nha. Rồi 253, 1.200.000 con này luôn. Anh em giờ vệ sinh lại cái phần chuột, lại sửa lại cái lò xo này. Đó là xong thôi. Cưa chuột đây nha. Ngày mini nhỏ thôi, lưỡi 216. Đi của nó đây, một gang tay nha nha. Rồi 253, 1.200.000. Rồi con này 254. Con này được cái mặt bàn thì nó đẹp thôi. Cảm biến như này. Hàng Makita, cắt gỗ lưỡi 160. Cưa cắt gỗ bàn, con này là đa năng anh em nha. Con này nó có thể xài cưa lọng, nó đủ bộ bào của nó này. Rồi, chạy em ru luôn. Rồi 254, 550 con này luôn. Hình thức còn mới kinh nè. Rồi 255. Con này nó xài lưỡi đó. Lưỡi 170 sao á. 170, 180 gì đó. Nè xài lưỡi 185 hả? Xài lưỡi 180 anh em nha. À, cái lưỡi của nó đợi số 180. Đó, Hitachi. Con này Hitachi dây điện thì ok luôn nè. Rồi, cắm điện nha. Rồi 255, 600k các bạn, không bớt méo gì đâu nè. 255, 600. Anh em giờ lấy một cái ốc dặn như lại như đây anh em nha, lấy con vít đó. Nó bị bung một vít như đây nè. Bung một vít như đây. Lấy một vít dặn như là xong rồi. Rồi 255, 600. Rồi con này cũng là con Makita, lưỡi 180 luôn.
bán luôn. Con này nó có độ công tắc luôn rồi này nha. Tắt đây. Hai nhiêu đó? 257 hay sao á? 257. Rồi 256 600k luôn nha. Con này lưỡi 100. Con này lưỡi 190 luôn. Đó. Dây điện hơi lằng ngoằng tí xíu này nha. Nó có độ công tắc đây nè. Rồi 256 600k con này luôn. Rồi con này 257 là con cắt sắt Hitachi. Đây. Nó là lưỡi 305. Bàn của nó ok anh em nha, test máy trước đi. Rồi cái đới chân ở dưới ok luôn, chắc chắn này nha. Rồi con này 257 giờ vệ sinh lại bờ cả bên trong lẫn bên ngoài luôn em đó. Rồi 800k con này, 257 800. Rồi 258 một con Shibura. Rồi 258 con Shibura này nó không có cái chân đế chân nha. Nó chỉ có thân máy thôi. Con này con rút lỗi gì đó. Shibura. Shibura 13A thì nó tầm khoảng hơn 1200W nha. Nó hơn 1200W rồi 258 800k con này luôn. Rồi 259. Con này nó to lắm. Nó to hơn con kia. 259 800k luôn. Nặng 12 kg, con này hơi nhạt lưỡi tí xíu, em về dọn lại luôn nha. 259 đầu tiên thôi. Con này nó đổi 20A thì tầm khoảng 1700-1800W trở lên nha. Nó rất là to, công suất lớn lắm. 20A thì tầm khoảng 1800W trở lên. Như con heo luôn. 28 đúng không? Rồi 259 con bình hơi mini của Italia. Quay cái tem em. Đây là cái tem của nó, anh em chụp màn hình lại giúp em nha. Đây là cái tem của nó đây, điện 100V mini gia đình thôi. Con này nó nhẹ nhàng, dễ tinh táo tinh lui nên nó hàng của Ý. Đây bên đây đỡ giá băng thì mất cái đèn miếng. Rồi ra hơi chỗ này nè nha.
cắm ra đàng hoàng anh em ha. Xài mini thôi, gia đình. Rồi 259 con này 1.200k luôn. Rồi cái con này hàng chết chức năng ha. Ủa lắc sao ta? Bữa test được mà. Bữa năm test vô tư mà. Con này bữa test rồi, test sao ta? Hồi bữa em test quay vòng vòng á, bây giờ test không được. Rồi con cái này anh em nghiên cứu nha. Còn con này là con máy cắt tay thôi, Ryobi. Quay tới quay lui được. Quay tới quay lui được nha. À nó sát là nó không được quay. À nó sát nó không được quay. Cái gì đó. Nó sát là nó quá à. Cái này nó sát là nó không được quay. Không có quay. Rồi ra được rồi. Chưa luôn. Đó nè anh quay nè. Mình quay cái này là cái đây nó quay được. Đó. Đó. Mình quay cái này là cái này nó quay được anh em nữa. Thì cái này là máy cắt tay thôi. Anh em giờ xài không thích máy này thì bỏ ra thôi. Con này cũng mày mũi khôn gì á. 260 1.200k luôn em nha. Rồi 260 1.200. Đường đánh bột được em. Có làm được. Rồi 261 600k con này luôn. Anh điện. Con này là con cưa vòng. Có điện không? Cháy đèn rồi em nha. Rồi có nó có điều tóc mà cháy luôn điều tóc luôn rồi. Không có lưỡi nè. Máy hoạt động ok luôn. 340W. 340W. Con này nó bị mất hết mấy cái đầu này nè em nha, mất cái đầu bánh xe quay á. Rồi 450k luôn anh em về dọn lại con này nha. Con này nó bị thiếu đồ nè. Thì thiếu cái đầu quay nè. Thì có công tắc gì đây? Thì có công tắc. Rồi công tắc đó em thấy tác dụng gì hết em không? Không có một chút tác dụng gì luôn. Này nó bị có cộng sinh can gì đây mà nó vẫn chạy bình thường. Nói chung là con này anh em về dọn lại nha, tháo ra dọn lại. Mã 261 450 luôn. Rồi tiếp tục con đánh bột. Hai sáu hai 450k luôn. Cái cần không lắc cái này nha, giờ là xài luôn nè con này. Rồi con này là con Toshiba. Một con máy to gì sao? 820W Toshiba. Mã 262 450 luôn. Rồi một con nằm vui Mikasa.
kẹt công tắc rồi anh em ơi, con này bị kẹt công tắc rồi. 350k lô mã 263, 350 anh em giờ dọn lại công tắc nha. 363, con nằm dùi con này từ từ luôn. Cao hơn mét á. Cũng ngắt luôn anh em ơi. 363. Rồi. Mấy con nhỏ nhỏ em, có bụi thổi được rồi. Rồi con này cũng bơm thuốc thuốc như sao á. 264 con này. Đó là ống nè. Bơm nè. Đây đầu bơm. Còn đây là đồng hồ của nó đây. Nút lắc kia đây. Bấm điện nha. Cái này thì máy còn hoạt động nha, nhưng mà em không biết là nó xài như thế nào. Bao giờ anh em xe máy còn sống và anh em về nhà tự dọn lại tự ấy với em nha, em không có thấy nó hút cái gì hết. Nặng. Rồi con này nó là con đây từ về leo chụp màn hình lại nha giúp em nha. Rồi 264 800k con này. Rồi con này 265 là con máy thổi vào điều thổi vô hút. Đây là chức năng thổi nha, còn đây là hút nè. Túi này hơi xấu nè, túi này hơi xấu đây à, nó bị rách lỗ. Túi này hơi xấu với lại cái này nó hơi xấu nè, còn máy thì cũng được ok. Con này nó 800W của Ryobi đó. Cái này cái còn hút này nó bạc nhược lắm rồi anh em nha, anh em giờ thiết kế nó lại. Mà bao nhiêu chú Thảo quên rồi. Con này 500k nè nha. 265, 500k con này luôn. Lưỡi 230 560W điện 100V rồi đầy đủ anh em ơi. Đấy từ trên xuống dưới anh em nha. Nó sao là về gửi về vậy luôn. Rồi con này mã 266 500k. Rồi con này 267 500 luôn. Con nào cũng như con máy này nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nó cũng y như con kia luôn nha. Lưỡi 230 luôn. 560W. 267 500k luôn. Chùa đó. Rồi, con này là con mây nữa. Hai trăm sáu mươi tám, hai triệu. Con chút kéo nào chú. Con này bữa ấy bán một con rồi nè. Đây là một gan tay nè nha. Cái dưới là một gan tay nè. Cho này nó rất là dài, rất to luôn. Một gan, hơn hai gan. Đó. Đi qua đưa lại luôn nè. Khói lui được con em nha. Chức năng con này thì ok nè. Lên xuống nhẹ nhàng. Nó là Makita 155. Đây là nó đợi 1150W Makita 7305L. Đó. Ngoại hình còn rất là tương đối khá là ok nha. Lên nè. Rồi con này 268, 2 triệu con này nữa nha, 268, 2 triệu. Kéo đà bồn ngay đây được rồi. Đó, được rồi. Rồi, kêu 2 con đất của kia. Rồi con này là con Makita lưỡi 380. Rang hợp kim con này là xài tạm tốt ok anh em nha, em không thấy nó mẻ. Cho nó mẻ vài ba cái đi anh em nha, chứ em không thấy nó mẻ, nó chỉ mòn thôi. Anh em nha, tháo cái lưỡi, đợi em tháo lưỡi ra chưa. Thì sự là cái con máy mà nó nẹt lưỡi như thế này mà bán á, thì 650 bao ship á, thì anh em đâm ra nó mắc, nhưng mà coi như là nếu bán hơn nữa thì nó bằng giá dây chai rồi, cho nên bán dây chai luôn đi cho nó nhanh. Cắt con dây, bán tháo cái lưỡi ra, bán dây chai luôn. Rồi con này là con Makita 336 mã 300, quên, lưỡi 336, 325 cho đến 336, Makita 5103N. Đây lưỡi cắt gạch anh em nha. Rồi máy hoạt động ok luôn, thắng thiết đầy đủ. Đó là Makita. Thảo. Rồi 369, con này 900k nha anh em nha. 269 nhá. 269. 269 900 con này anh em nha. Rồi. Tiếp tục anh cao to đi thôi.
nào không đen. Thì con này nó là con Ryobi, xài lưỡi 380, răng răng lưỡi mấy cái mai con máy này, cái lưỡi cái răng nó đẹp lắm anh em nha, cái răng nó đẹp lắm. Con nào con máy à? Ủa cái lưỡi cái răng này nó nhỏ nhỏ ta, nó sâu sâu vô sâu á hả, nhỏ mà nó kiểu như cái rãnh này này nó vô sâu. Gặp lên gặp xuống bình thường anh em à, đới không gãy. Giờ vệ sinh lại cái phần xoay anh em, giờ vệ sinh lại cái phần xoay nha, nó dơ thôi không gãy. Hơi đá lửa tí xíu ở dưới này nè, nhưng mà coi như là tháng thiết vẫn còn đầy đủ lên nha, anh em về dọn lại luôn. Đó, thì mã của nó là này 70. 270. 270. Kéo kia vô luôn. 270 kéo đi vô luôn. Rồi con này nặng 30 mấy? 35 kg hả? Mình nặng 35-36 kg anh em nha. 271. Rồi 271 test máy luôn em. Này thì anh em giờ vệ sinh lại con xay nữa nha. Nói chung là cái đới nó bằng sắt á, nó rất là nặng luôn. Con này là con Makita lưỡi 380. Nó không có cái miếng gạch tiền nè. Không có miếng gạch tiền, hai miếng gỗ lại cái cần sắt nó rất là nặng luôn, nặng 36 kg, 35 kg. Lưỡi đóng, đóng con này đi là tiền ship hết 400 ngàn anh em à. Thắng thiết ok luôn, mã 271, chịu 600k luôn em nha. Nó chạy ok hết luôn á, giờ vệ sinh lại cái phần xoay thôi, nó xoay không có được đâu. Nó con này là bằng sắt anh em à, nó xoay không được. Rồi 270 à, còn có đục 30 ly kia nó gạt luôn. Đục 30 ly nữa nè. Rồi đúng không? Đúng rồi. À, giờ 272 cũng là con cuối cùng luôn. Rồi 1.300k luôn em nha. Con chút. Xem lửa nè. Con này tính anh em chịu mốt luôn nha. Nó hơi chạy hơi nẹt lửa. Anh em ơi, giờ tự dọn luôn anh em ơi, thôi nhạc lửa. Thì nó là Makita HM1301. 1301. Nó là 1200 mấy chục watt á. Điện 100V. Rồi, kết thúc chương trình video ngày hôm nay. Đây. Còn cuối cùng nó là 1.100k mã 272. Rồi, em xin kết thúc video đây. Nói chung là chúc anh em một buổi tối thật vui vẻ ha. Trời Đà Lạt hôm nay coi như là đang mưa rồi anh em ơi. Này. Nhà em nó đang mưa lớn lắm rồi, bình này coi như cỏ nha em còn nhiều lắm nha, mai sáng mai lên tiếp nha. Đó, còn rất là nhiều đây, còn cái hàng đây là hàng tồn này anh em, hàng năm ngoái nè anh em thích. Nói chung là cái hàng máy thì nó sẽ theo cái giá tiền, nó theo máy thôi anh em nha. Đây cái mặt hàng này anh em nhìn nó rất là đó, như ngày hôm qua em bán 350.000 con á, tuy nó chạy ok á nhưng mà ngoại hình của nó không được đẹp đâu anh em. Đây nè đó. Từ bữa Tết em chưa quay cái một con nào trong đống này luôn, hàng của năm ngoái á, em nhập hàng mới giờ em quay toàn hàng mới không thôi. Đây nè đó, ngày hôm qua em hút 10 rổ ra coi như là một rổ 350 đó ngày hôm qua. Bữa mai mốt thì đang rảnh em chơi luôn cái đống này một phát một cho nó bứt luôn rồi. Ngoại hình nó xấu lắm, nói chung là xài coi như là mình không cần đẹp thì lấy mấy con này, nó chạy nó rẻ, nó chạy ok nhưng mà nó xấu. Vậy thôi, còn mấy mặt hàng mà nói chung là trước Tết tới giờ em qua đầu năm tới giờ em quay thì nó
lại khác. Đây còn đây đồ gom sứ thì coi như là em bán lẻ tại chỗ ở đây, thì em muốn quay lên nhưng mà coi như sợ coi như gửi đi thì thấy nó nhọc công quá. Có nhiều cái bình trà đẹp hơn em đây. Okay không? Mấy cái này thì nó còn mới tinh à. Đây em bán lẻ dưới đất thì rất là ok luôn. Anh em tới đây mua bọc đi coi như là nó không có bị bể. Nhìn cái men gốm sứ của nó nhìn rất là nhìn cầm đã lắm. Em lần đầu tiên em làm em mua về em bán em trải nghiệm thôi. Em mua giờ có tầm lấy giờ mới có 1 tấn thôi. Em trải nghiệm thôi nhưng mà nó nhìn nó đã lắm. Đổ ra coi như anh em khách hàng lẻ tại chỗ nhìn ghiền luôn mà. Anh em người hút giờ mớ. Hết video rồi, đứng tâm sự chút xíu thôi anh em nha. Cái này thì coi như là em đang nghiên cứu để em quay video kiếm cái cách nào mà để gửi hàng đi cho nó khỏi bể thì mới quay được. Chứ bây giờ em quay lên mà anh em chốt xong không, em không biết cách nào em gửi đi thì chết luôn, no luôn. Cái ly nhìn rất là dễ thương anh em ạ. Ngày hôm qua giờ anh em sỉ lái đồ tới lựa cũng khá là nhiều, gần hết rồi. Có 1 tấn hàng thì anh em nghĩ cái gì nó đâu có bao nhiêu đâu. Lấy mình vui không nè. Nhìn nó sáng nó đẹp lắm. Ở trong video nó quay, em quay nó như vậy đó. Đây nè. Ở ngoài nhìn nó mát mát lắm. Có cái món gì nhiều cái gì á. Merry Christmas Kentucky gì đây. Hình con cá là trong mấy cái đồ. Nói chung là hàng Nhật có, hàng của Anh có. Mình thấy cái đồ nó trong đây nữa nè. Cái hàng đây thì bán rồi đó. Có mấy cái bình trà ngày qua ông anh kia lấy rất là đẹp. Còn mấy cái bơ kia ba cái dĩa thì nó cũng không có, mấy cái đồ đó nó rẻ lắm. Ồ đẹp lắm, dày lắm. Còn cái này cái ký á. Cái này nặng cái ký á. Còn trong nhà nó nhiều lắm, em chưa sổ hết. Nên rồi, nói chung là đồ người dạo này coi như em thấy em bán đồ người em đi dưới đất được, trên mạng em tôi cũng làm biến quay cái này á, tại vì coi như là bán lên trên mạng hút theo ký á, nó khó. Em không có lựa được cho anh em xem được cái, không lựa được từng món một. Rồi em bán theo lô thì một lô tới 10 mấy 20 cái thì trong lô thì anh em xài có được 1 2 cái thì nó cũng khó mua. Đấy. Máy móc à, thùng quăng bú xô luôn. Rất là nhiều. Còn thùng xốp thì em mua về em đóng hàng. Thấm rửa. Trời mưa to lắm rồi nè. Rồi em sẽ kết thúc video đây nha. Chúc anh em một buổi tối vui vẻ nha. Rồi hẹn gặp lại anh em vào sáng ngày mai ha.